Chào tất cả mọi người. Hôm nay Vương sẽ phục dựng lại một nhân vật trong bộ phim Avatar. Bộ phim Avatar là một bộ phim kinh điển và là bộ phim mở đầu cho dòng phim 3D. Cô gái Avatar là sự kết hợp giữa phiên bản gốc trong bộ phim Avatar và hiệu ứng dạ quang để tạo nên một hình ảnh thật là lấp lánh của dải ngân hà trong hành tinh xinh đẹp Pandora. Mong mọi người đón xem và bình chọn cho tác phẩm của Vương nhé.